Nhìn con này mát thôi. Mỗi thùng này được 5 con đúng không? Vâng. Bắt hai bắt 2 thùng 10 con. Cổ dài, chân dài. Đầu to đi bé. Chịu. Thật ra có biết gì đâu. Không biết đâu. Nhưng mình nhìn con to thì thường thường là... Nhưng mà sao... Bắt đi anh bắt đi. Sao chúng mày cứ xù lông này, tao chịu. Tao chả biết chúng mày là thằng nào. Mình sờ nó, cầm nó lên thấy nó lặng nặng, nó nhanh nhanh thì mình bắt đi. Còn cái gì mà chọn vợ thì nhanh thế mà nào mà chọn đại điệu chân dài mà nó chậm thế. Vợ về nhiều khi nó giả vàng mình. Không tin được. Nhiều con này thôi. Con này thì chỉ có cánh thôi. Ê, đừng túm cổ. Cổ luôn. Không, không được túm cánh. Túm cánh nó gãy cánh. Đúng rồi, túm cổ. Cánh nó thoải mái. Nó có thịt được rồi. Nó là thịt cánh với cổ là đúng rồi. Có xương gì đâu. Cánh với cổ là đúng rồi, đừng túm chân là được. Mình cứ ôm nó trong cái lòng này. Thế ông đó đỏ, ông bảo xương túm chân nhỉ. Thằng này ta nhìn ngay từ nãy. Chân nó rất là không. Ngoài từ nãy rồi. Phát hiện lâu rồi. Đấy, cứ túm thế là đúng kiểu. Thằng nào xương tao thì về với tao. Mà thằng nào mày anh này nói giống cái anh gì ở trên khoái nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà này, chống mái là anh chọn rồi gì? Vâng, thì anh bắt ngẫu nhiên thế này thì như anh bắt thế này là tỷ lệ chống nó 70%. Em nhìn thấy anh biết từ bấy giờ. Con nữa đúng không? Anh chọn rồi đúng bình thường như người khác là không được chọn này đâu. Mày hộ tao cái. Đây con to đàn ông đúng rất tối. Đây đây lòng này. Đây là ngoại lệ. Đây một lòng này tạm thời là một lòng. Kia được bốn rồi. Là một lòng. Bởi vì sao này? Nó thật ra tôi Yên Bái tôi mới xuống thì chỗ này có bác này với hai bác này. Để giới thiệu chúng tôi biết. Tôi biết thì nếu mà làm ăn được. Thùng này á? Thùng này bình thường em cho toàn đựng 8 con đến 10 con. Chuồng á? Đúng nó bé thì như cái diện tích mà quay người kia hết rồi. Bằng này rồi đi, bằng nào? Đơn... 5 con thì có gì đâu. 5 con thì có mà nuôi thì có đơn giản. 50 con. Còn thiếu một con, bắt nó đi. Nhìn đấy mày xù to thế bây giờ mày cụp lại nhỏ này. Lại đổi. Thả ra nó lại xù tiếp. Động của nó lại xù mẹ rồi. Vừa có người nó lại xù ra. Nhìn nó dọi dọi này, bố thì còn đòi chê khen làm cái gì. Không chê, thật ra cô chú em có biết. Chú em có biết chê đâu. Có biết chê đâu nhưng chỉ biết là chú em nhưng mà thôi. Nếu chuyến này là chú em là thường xuyên. Nếu mà chú em đã đưa đúng rồi. Chú em tại Yên Bái cơ. Vâng. Nếu mà thuận lợi thì chú em mới thường xuyên về các bác. Vâng. Đấy là chỗ hai bên. Bác làm ra con giống cho em mua thực phẩm. Em bán anh phải biết. Rồi chúng em chỉ làm được thực phẩm, chúng em không làm được con giống. Lúc nào cũng thế các bác. Tầm này bác giới thiệu cho các bác là cái nhiều. Các bác phải thông cảm rồi giúp đỡ chúng em. Đấy. Thôi được rồi, thấy không? Mang sẵn đạn thì thêm 1-2 con nữa. Cho nó bo đi, bỏ tiền đầu. Đất chuông. Đất chuông. Đánh dấu của thùng ông nào mà ông đấy vào về lại đánh nhau to rồi. Mày đưa vào đây xong rồi cụp vào mà nhìn thằng ngoài lại to thế kia. Ôi ôi ôi, dung đây bác bắt này là sao nào? Kiểm tra xem có con nào tật lỗi gì không nhá. Được rồi đấy, bây giờ tật lỗi nhá, bác kiểm tra hộ nhá. Không thể thay đổi được, đã về quê rồi không thể được. Ông thực ra đây em nói thật, con nào đấy. Tật lỗi là em lỗi phải bảo. Bác đổi cho em, chứ em chỉ biết chọn con nhưng còn tật lỗi chúng em không biết. Tật lỗi là phải bảo. Nhưng mà từ nãy mình nhìn đổi con này đi. Bé hơn đổi con này đi. Đúng rồi đấy. Con này nó hơi mét đấy. Đấy, chồng em coi. Thằng kia, thằng kia. Ôi giời. Thằng kia, thằng kia. 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 Con kia là cái mắt của nó hơi nhèm nhèm thì thôi để tránh những cái hậu họa về sau. Đó, ngon. Con này phải hơi bết đúng không? Đúng. Đây này. Nó vừa tắm rồi cái bãi cát đi nè. Thôi mình nhà ưu tiên thoải mái lắm. Tuy nhiên con đấy rất to nhá. Nói rồi mà con đấy rất to đấy. Xuống nặng có người nhà con đấy to rất đấy nhưng mà giản đâu biết cơ sở các bác chúng em đến hả? Còn nếu mà tiếp theo lại thì mai con vừa thả ra là chúng em sẽ đến với các bác là mai à dạ con vừa thả hộp ra đã bảo rồi. Nhìn kiểm tra đi, kiểm tra là ngoài nhất này là to rồi. Không biết thế nào. Bóng sáng thôi, bóng sáng thì có ăn. Ăn hệ cắm gà đúng không? Ăn cắm gà, cắm đạm 21%.